Dạ, em Nam mến chào quý anh chị. Vị trí đất hiện tại em đang đứng thuộc xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Và lô đất ngày hôm nay em muốn giới thiệu với anh chị có chiều ngang là 13m, sâu bên trong là 30m, một cạnh là 30, một cạnh là 33m. Trên đất sẽ có sẵn là 100m² thổ cư. Nếu như mình mua thì người chủ sẽ tách sổ ra 13m ngang cho mình nha quý anh chị. Giá là 250 triệu một mét ngang. Cái lô đất mà sát cạnh cái nhà này là 6 nhân cho 25 là giá là 1 tỷ 850 triệu. Chủ gửi em hơn 300 triệu một mét ngang. Thì lô đất này của mình ngay đây, mặt đường bê tông chính, mình chỉ có 250 triệu một mét ngang thôi. Đường bê tông hiện trạng rất là lớn, ở đường bê tông 5m nha quý anh chị. Hạ tầng hoàn thiện rồi, đường điện là đường điện nhà nước. Đất của mình chiều ngang 13m là từ cái hành theo hành lang mương này đây, chạy dọc thẳng lên phía bên này là 13m. Và nhà ở phía sau kia là 30m nha quý anh chị. Hiện tại thì sổ chưa có tách và sẽ tách được nha quý anh chị. Nên nếu anh chị nào mình quan tâm tới cái vị trí đất này, mình muốn đi xem thực tế mà mình cảm thấy mình muốn giao dịch á, thì người chủ người ta sẽ làm hồ sơ ra, người ta tách ra để bán cho mình là 13m ngang nha quý anh chị. View ở phía sau đất là hướng về núi Bà Tiên, và phía trước đất là phía đuôi của núi Voi nha quý anh chị. Đường này là đường thông, mình sẽ thông vòng lại ô bàn cờ bên trong khu dân cư của khu vực xã Hiệp Thạnh nha quý anh chị. Hiện trạng mới là đang là đường đá mi thôi, mà cái lô 6m ngang kia người ta gửi em là 1 tỷ 850 triệu. Không gian không khí đây xung quanh đây rất là thoáng. Từ vị trí đất của mình di chuyển theo hướng này, mình sẽ ra ngoài quốc lộ 20, khoảng cách là tầm em đo trên Google Maps là khoảng tầm 500m đó quý anh chị. Thì mình ra ngoài quốc lộ 20 sẽ có hai hướng để di chuyển. Một hướng mình rẽ bên tay phải sẽ về sân bay Liên Khương, khoảng cách là tầm 3,5 km. Và khoảng cách mình di chuyển về thành phố Đà Lạt về hướng còn lại là 28 km nha quý anh chị. Toàn bộ tuyến đường mình di chuyển đều là đường bê tông và đường nhựa. Không khí xung quanh rất là thoáng, di chuyển rất là thuận tiện. Đường bê tông rất là rộng rãi nha quý anh chị. Mình cũng sẽ sẵn thổ cư 150m². Cái diện tích này cũng rất là phù hợp cho anh chị nào mình muốn xây cái biệt thự và xây một căn nhà vườn nha quý anh chị. Đây mình có thể làm cái nhà vườn giống như nhà bên cạnh ở đây, nhưng mà diện tích của mình là ngang là rộng hơn đó. Phía trước nhìn toàn bộ đều là núi hết. Nếu các anh chị nào mình quan tâm tới vị trí đất này, mình có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để trên màn hình để em có thể đưa anh chị tới đất để mình có cảm nhận khách quan nhất. Và cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị một ngày tốt lành.